Hello everybody, it's so nice to see you again in our program of 5 minutes learning English every day. Uh, Thân mến chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau ở chương trình 5 phút tiếng Anh mỗi ngày đúng không nào? Uh, và ngày hôm nay thì cô Hà muốn giúp các bạn phân biệt khi nào chúng ta uh, sẽ dùng superlative and khi nào chúng ta sẽ dùng comparative. Comparative là so sánh hơn và superlative là so sánh nhất đúng không nào? Ok, so now I would like to uh, let you take a look on my screen. You can see there are two very beautiful picture with some animals, right? Bây giờ thì các bạn hãy nhìn đến màn hình của cô Hà đi. Các bạn thấy rằng cô Hà có hai bức tranh rất là xinh đúng không nào? Bức tranh đầu tiên, chúng mình sẽ nhìn thấy ba con teddy bear, ok? Bức tranh thứ hai thì chúng mình nhìn thấy một con rabbit and và một con elephant. Các bạn có thích đúng không? You like it? Yes, I'm sure you all like it, right? But what is the special thing for today? I have one question that, oh, which one will you with the biggest? Which one will you with bigger? Can you guess? À, các bạn thử để đoán xem ở bức tranh nào cô Hà sẽ dùng bigger, bức tranh nào sẽ dùng the biggest? Okay, that's right. The picture number one, we use with the biggest. And picture number two, we use with bigger. Đúng không nào? Okay, như vậy bức tranh đầu tiên cô Hà sẽ dùng the biggest và bức tranh thứ hai dùng với bigger. Rồi cô Hà sẽ phân tích kỹ hơn một chút cho các bạn khi sau khi chúng mình viết thành câu hoàn chỉnh nhá. Ok, vậy câu đầu tiên, bức tranh đầu tiên cô Hà sẽ viết thành thế nào? The pink teddy bear is the biggest in the picture for this one and the second picture, the rabbit is bigger than the elephant. Rồi. Bây giờ tạm thời cô Hà uh, đang nói về bức tranh trước nhá. Ở bức tranh này cô Hà có ba con vật One, two, three Cô Hà tạm thời đánh số là số 3 nhá Và ở bức tranh này cô Hà chỉ có hai con vật thôi Một, hai Ok Như vậy cô Hà khoanh tròn cái số lớn nhất ở Về số lượng trong bức tranh Vậy ở bức tranh thứ nhất cô Hà có 3 Bức tranh thứ hai cô Hà có 2 Vậy khi nào mà mình chỉ có hai đối tượng để so sánh thôi Một đối tượng này với một đối tượng này Mình muốn so sánh về đặc điểm cao, thấp, dài, ngắn, to, nhỏ Đẹp, không đẹp đúng không nào Thì chúng ta sẽ dùng so sánh hơn Đó là bigger than. Ok. Và khi chúng mình có nhiều hơn 2, tức là chúng mình có 3 trở lên. Ok. Hoặc rất là nhiều hundred 100 or thousand or million. Ok. Thì mình sẽ so sánh hơn nhất. So sánh hơn nhất chúng ta dùng the biggest. Ok. Ở trong bài này thì cô Hà không muốn đi sâu với các bạn về cách cấu tạo của so sánh hơn và so sánh nhất Vì cô Hà chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn về cách các bạn phân biệt thôi, xác định thôi À, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một clip khác Hà diễn chi tiết cho các bạn Formation of comparative and superlative Đúng không? Vậy đây là đều là short adjective Chính vì vậy mà ở câu so sánh hơn nhất Thì chúng ta sẽ có the Cộng với adjective Hoặc là adverb Mà nó tồn tại cái đuôi gì ở các bạn? EST Với short adjective Và trong trường hợp mà the cộng với most Sau đó đến adjective or adverb Đây là với gì đây ạ? Long adjective or long adverb Và với trường hợp của short adjective In comparison Trong trường hợp so sánh hơn Thì cả short và long chúng ta đều có than okay, Chúng ta đều có than Và cấu trúc của nó sẽ phải là gì ạ? Chúng ta sẽ xuất hiện là adjective or adverb mà có đuôi er cộng với than. Trong trường hợp đây không phải là một cái short adjective thêm er nữa mà long adjective thì chúng ta sẽ có cái thấy thì có thấy từ là more đúng không? Sau đó đến adjective or adverb. Đúng không nào? Xong vẫn có than. Như vậy cái gì mà cô Hà cần để lưu ý với các bạn ở đây? Khi các bạn trong một câu, một ngữ cảnh, một đoạn văn mà các bạn thấy rằng là chúng mình xuất hiện the sau đó có đuôi is the hoặc là the most đúng không thì đó chắc chắn là so sánh hơn nhất khi chúng ta thấy xuất hiện er than hoặc là more than thì đó chắc chắn sẽ là so sánh hơn nhá và khi mà nếu như mình làm bài toán ngược lại là họ cho tình huống và mình sẽ phải viết câu thì mình xác định thêm trong thành phần trong câu đó trong tình huống đó mình có bao nhiêu cái object bao nhiêu cái vật thể mà chúng mình cần phải so sánh có hai chúng mình sẽ dùng so sánh hơn và có nhiều hơn hai từ 3 trở lên chúng mình sẽ so sánh hơn nhất đúng không nào. Ok thì đó là những cái lưu ý và cũng như vậy thì cô muốn nhắc nhở thêm với các bạn. Ok, về um, khi nào thì chúng ta dùng uh, comparative and khi nào thì chúng ta sẽ dùng superlative đúng không nào. Ok, so we won't use comparative to compare two things together. Vậy chỉ có hai cái vật thể để so sánh thôi. And superlative chúng ta sẽ compare one thing with some others tức là chúng ta sẽ so sánh một vật thể với nhiều vật thể khác với rất nhiều vật thể khác ok vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng vào một ví dụ để cô hà sẽ chi tiết cho các bạn cụ thể cho các bạn trong tình huống sẽ xử lý như thế nào ok Ok, à, đây sẽ là một bài ví dụ để chúng ta xác định được xem là khi nào chúng ta dùng so sánh hơn và khi nào dùng so sánh hơn nhất. Rồi, các bạn hãy vận dụng những phần kiến thức vừa rồi cô Hà nhắc nhở lại với các bạn, đúng không nào? Ok, for the number one, they say the West Lake is Lake in Hà Nội. And they give us one word to compare it large. Ok large là lớn đúng không ạ? Đây là một short adjective đúng không ạ? Và họ đang muốn nói rằng hồ Tây là một hồ như thế nào đó ở Hà Nội. Vậy các bạn focus vào cụm từ in Hà Nội. <laughs> ở thành phố Hà Nội, ở đất nước Việt Nam, ở trong phòng học của các bạn ở làng ở thôn bản của các bạn đúng không ạ đó là một địa địa danh hoặc là một cái khoảng về khoảng trống về địa lý đúng không vậy chúng ta muốn so sánh cái hồ này với tất cả những cái hồ nào đó ở trên địa bàn hà nội vậy thì nó sẽ rơi vào tình trạng là cái tình huống nó so sánh hơn nhất hay là so sánh hơn nhỉ so sánh hơn nhất ok number one ok so this one we won't say this is the biggest and the largest ok This is the largest lake in hà Nội đúng không? ở câu thứ hai, Nepal is than India, rồi ở đây thì các bạn thấy rằng là chúng ta xuất hiện một từ signal này, đó là than, <laughs> từ mà chúng ta cần phải thực hiện so sánh đó là small Mất chúng ta focus vào than, và than nó sẽ giúp chúng ta hiểu rằng đó lại chính là so sánh hơn, đúng không ạ? khi mà chúng ta gặp er uh, more, đúng không? cộng với than thì đó là so sánh hơn. vậy câu này chúng ta sẽ viết thành như nào? Nepal is Smaller than Ok, bởi vì đây là một Short adjective Smaller Ok, the number three Did you know Libya in Africa Is the Country in the world Ok And they have a word hot Chúng ta thấy rằng uh, Đây là một câu hỏi I'm sorry, đây là một câu hỏi Bạn có biết đất nước Libya không? Nó ở trong ở Mỹ ấy, Và nó được coi là một đất nước như thế nào nhỉ? Nóng nhất thế giới in the world. Nó tương tự như in Hà Nội. Đó là một cái không gian địa lý rất là rộng lớn và đây là không gian địa lý lớn nhất trên toàn cầu đúng không ạ? Ok, như vậy trên trên trái đất của chúng ta. Chính vì vậy mà ở đây chắc chắn phải là so sánh gì các bạn? So sánh hơn nhất và chúng ta sẽ được viết thành is the hottest. Và đây là trường hợp đặc biệt cho nên là chúng ta phải double cái t. Ok. Number 4 it is done any other country. Rồi, và nhìn vào number 4 thì các bạn nhìn thấy cái signal nào không? Ok, then. Cô Hà xác định luôn đây là so sánh hơn. Nhá. Vậy thì chúng ta sẽ dùng hotter. Ok. And the last one. This is the film I've ever seen. Và người ta cho từ interesting. À, tôi muốn nói rằng đây là một cái bộ phim mà tôi yêu nhất, tôi tôi từng xem đấy Vậy thì cái từ này nó thể hiện là cái gì ạ? Đây là một cái thứ mà từ trước đến giờ tôi thích nhất Tôi chưa bao giờ gặp một cái khác Tôi so sánh một cái này với rất 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 rất, nhiều những cái khác mà tôi đã gặp trước kia đúng không? Vậy nó là so sánh gì các bạn? So sánh hơn nhất Chúng ta sẽ có This is the most Bởi vì đây là một adjective gì đây ạ? Long đúng không ạ? À? A long adjective the most interesting film I've ever seen rồi, như vậy một cái lưu ý nữa trong cái tình huống thứ năm này đó là khi mà các bạn muốn nói về một cái điều gì đó, một cái vật gì đó mà các bạn thích nhất hoặc là bạn chưa từng bao giờ cả lần đầu tiên trong đời hoặc cái gì đó mà nó nó gọi là number one thì các bạn sẽ dùng so sánh nhất. Okay, so for the very short clip for today, I did show you the differences between comparative and superlative. I hope that you could understand the differences and you can do the exercise very well. So, goodbye for now and see you later.